Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình tiếp tục nhận một cây iPhone 11 thay pin ha. Pin của khách thì cũng còn 85% nha mọi người, nhưng mà nó đã chai rồi. Khách muốn thay cái pin khác. Bây giờ mình sẽ thay cái cell pin mới, giữ lại cái cộng cấp zin. Sẽ fix phần trăm pin lên 100 như zin chính hãng nha. Mọi người cùng theo dõi mình thay cell pin nha. Bây giờ mình sẽ lột cái siêu ra để mình lấy cái cắp pin ra nha. Để mình lột mấy cái siêu ra, chung là siêu zin thì nó cũng hơi khá cứng. Đổ thêm miếng nước tắt vô lột ra. Đổ thêm miếng nước cho keo nhả keo cho mình dễ lấy hơn. Ok, lọc siêu ra luôn. Rồi, bây giờ mình lận cái cổ cáp lên. Mình lấy dao mổ mình cắt. Mình cắt đừng để cho hai cái mặt pin nó chạm nhau, rồi chạm nhau nó sẽ cháy nha. Cháy khỏi pin là chết IC luôn á, hạn chế. Còn không mấy bạn muốn không bị chạm, mua cái kéo trên mạng hay Shopee hay gì đó, mấy người chuyên mua bán đồ nghề đó, nó có bán cái kéo cắt bằng sứ chống chạm thôi. Rồi ở đây mình quen mình dùng dao mổ rồi cắt bình thường. Còn bẻ mấy cái đầu dư của cáp vậy, mình lấy cái dũa hay gì mình mài cho nó sáng sáng lên để mình hàn nó dễ dính chì hơn. Dũa nhẹ nhẹ thôi nha mọi người. Mình làm phải tỉ mỉ chứ làm mạnh tay gì nó gãy cái là cũng mệt lắm á, nhưng mà phải sàn cái xe qua cổ khác nữa, phải làm nhẹ và kỹ nhất có thể. Rồi giờ mình làm xong hết, mình lấy cái này là phôi pin mới, xe pin mới nha. Để vô canh ngay hết rồi mình bẻ lại. Rồi cố định như vị trí hết rồi. Giờ mình sẽ lấy chì và mũi hàn. Hàn thì nhiệt độ đây thường mình dùng chỉnh xuống chừng 270 thôi, chứ cao quá và lia nhanh nha, chứ cao quá mà các bạn để lâu quá thì nó sẽ ấy nhiệt, xì chì IC rồi nữa, nó làm lẹ tay. Mình thấy đây mình làm để 270 thì hàng cũng ít khi nào bị xì lắm, còn để cao quá sẽ bị nha. Vuốt là cho chì nó đẹp lên chút. Ok, giờ mình bẻ ra mình sẽ dán mấy cái siêu lại. Cái miếng trong mình sử dụng là cái siêu cũ luôn. Nó sát nhìn sẽ đẹp hơn. Ừ.
rồi vẽ lại sẵn lúa này lại. Cái nạp pin để cố định là để lại vị trí cũ, xong rồi mình sẽ dán cái siêu bên ngoài là nhìn như y như cái pin zin luôn ha. Giờ dán siêu hàng là cũng đã xong, hoàn chỉnh cục pin. Giờ mình sẽ tiến hành phích nó lên phần trăm pin ha. Tại vì mình khi mình hàng mình không phích thì pin nó vẫn hiện dung lượng cũ thôi, bắt buộc phải có bốc. Ở đây mình sử dụng bốc bốc JC và từ ngọt lên mình phải có công cấp phích nữa nha. Công cấp mình gắn vô, gắn đúng chiều nữa nha mọi người. Rồi xong mở bốc lên. Rồi, đã nhận cục pin. Khi mà bấm IT mà này đã IT rồi, rồi mình chỉnh lên 100% luôn. Cáp này chung mới lên 100% sẵn rồi. Rồi số lần sạc. Ok. Rồi, bây giờ cái máy thì mình phải có thêm một cái cục pin nữa. Pin ở ngoài ha. Đây như vậy. Đó, mình lấy một cục pin 11 khác mình gắn vô. Cái này gọi là mình mồi á, mình mồi cho máy nó lên, nó báo bảo trì đi. Giờ khi mình gắn pin kia lại nó mới nhận phần trăm pin cũ nha, mà cái pin mới nha mọi người. Chứ mình không mồi á, mình gắn vô thì nó vẫn nhận phần trăm pin cũ à. Rồi mình pin này mình để cho nó lên nguồn đi. Vô trong là nó báo pin bảo trì á, mình rút ra. Gắn pin kia vô. Rồi đợi tí cho nó bảo báo chị mới được nha mọi người. Để là nó báo xong rồi mới tắt. Rồi mọi người thấy không, pin không đúng, nó báo thông báo nghiêm trọng linh kiện không xác định. Rồi như là được rồi, tắt nguồn, gắn cục pin của nó vô. Pin mà nãy mình vừa mới phích xong á. Rồi đây là cục pin của nó ha, nãy mình vừa mới phích xong.
Đó, thấy là lên 100% nha mọi người. Rồi, vậy là ok đó. Giờ mình tắt nguồn, mình sẽ rút cái cọng cáp vít pin nha nha. Nói chung là mình để cũng được, nhưng mà ở đây mình tháo ra. Tháo ra thì nó vẫn báo 100% pin, 100% bình thường nha. Như vậy nó sẽ xài ổn định hơn. Tại vì nhiều khi có con cáo đó mình gắn vô khách mà có dơ dớt nhẹ nó cái xúc ra. Nên làm gì sẽ bảo đảm hơn. Rồi, mình thử nó cho mọi người coi nha. Vẫn lên 100%. À, thấy không, vẫn 100% nha. Rồi, vậy là mình đã thay cục pin 11 cho máy 11 này ok nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và một chia sẻ và đăng ký kênh nha. Hẹn gặp mọi người những video sau nha. Rồi, các bạn mọi người. Giờ mình ráp máy rồi thôi.